Ngày 19 tháng 12, công ty thủy điện Sơn La phối hợp với công an hai tỉnh Sơn La và Lai Châu tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn công trình thủy điện Sơn La và thủy điện Lai Châu năm 2022, thống nhất phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Hai công trình thủy điện Sơn La và thủy điện Lai Châu được xây dựng trên sông Đà đây đều là công trình đa mục tiêu cung cấp điện lên hệ thống quốc gia với sản lượng trung bình mỗi năm theo thiết kế là 14,69 tỷ kWh. Thực hiện quy chế phối hợp giữa các lực lượng, công ty thủy điện Sơn La đã phối hợp với công an tỉnh Sơn La kiểm soát gần 5.500 đoàn khách tham quan với gần 31.000 lượt người, phát hiện xử lý 11 vụ phá hoại hàng rào, trộm cắp tài sản, xâm nhập và đánh bắt cá trái phép phát hiện và ngăn chặn kịp thời 235 vụ xâm phạm vùng nước dùng riêng thượng hạ lưu, phối hợp với công an tỉnh Lai Châu kiểm soát 220 đoàn khách tham quan với 1.579 lượt người, phát hiện xử lý 15 vụ xâm phạm hành lang bảo vệ công trình thủy điện Lai Châu, phối hợp tốt với các lực lượng công an tỉnh Sơn La và Lai Châu trong hướng dẫn kiểm tra giả soát các nội quy ra vào nhà máy, xây dựng và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thường trực giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn công trình chủ động phối hợp tốt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thường xuyên cập nhật diễn tập giả định các tình huống cháy nổ có thể xảy ra